Thảo Quê xin chào cả nhà. Sáng nay uống trà rảnh rỗi thì mình chia sẻ cùng với cả nhà một cái trải nghiệm của mình, để mai mốt anh em nào mà có gặp trường hợp như mình á thì tránh, để không có bị lừa. Mặc dù cái sự trải nghiệm của mình thì nó không có tốn tiền nhiều, nhưng mà mình chia sẻ cùng với cả nhà để mai này ai có gặp trường hợp như mình thì khỏi phải mất công thì trải nghiệm nữa ha. Cách đây mấy ngày trước thì mình được một ông bạn thì cho một cái điện thoại để kỷ niệm chơi. Thì cái điện thoại này nó chỉ là cái iPhone 6S Plus thôi, nó cũng là cái điện thoại, nó tóm lại là mình không phải mình hạ thấp giá trị của nó, nhưng mà nó đã là cái đời cũ rồi đó. Thì cũng mấy đứa em ở bên nước ngoài nó xài, nó lên đời rồi, nó cho trả nhiều quá thì trả xài không có hết, thì cho mình lại một cây để kỷ niệm. Thì mình cũng không phải mình nói cái điều này lên để mình khoe về cái vấn đề mình được tặng cái điện thoại là mình sướng quá rồi mình khoe nha, nhưng mà mình chỉ chia sẻ cái nội dung thì mình có được cái iPhone này để rồi mình có sự trải nghiệm này thôi. Thì sau khi mình nhận được cái điện thoại này, cái mình mở nguồn, mình mở nguồn lên thì nó bị cái máy nó bị không biết sao mà nó bị reset lại đó. Thì nó bị reset lại, bây giờ nó bắt nhập mật khẩu là iCloud để nó mới cho khởi động máy đó. Thì không biết là cái ông này ổng đem về trong một thời gian mà ổng cắt giữ rồi có con cháu gì bấm bậy bạ hay chả bấm bậy bạ gì không biết, mà nó bây giờ nó hỏi cái iCloud nó mới cho đăng nhập vô. Thì cái máy này là cái máy chính chủ của mấy đứa em con chả. Thì cái iCloud này á là iCloud chính chủ luôn, mà có điều bây giờ á là điện hỏi thì nó cũng không có nhớ được là cái mật khẩu là cái gì nữa. Thành ra mình mới lang thang lên trên Google, thì mình muốn tìm hiểu để coi cái vấn đề mà bị như vậy nè, phải xử lý như sao. Thì mình tìm hiểu về cái thông tin á, là bắt đầu là nó sẽ đưa cái dữ liệu tìm hiểu của mình vô Facebook, bắt đầu tất cả các dịch vụ mà làm về iCloud nè đó, thì nó hiện lên. Thì những cái thông tin liên quan mà Facebook cho tiếp cận với mọi người á, thì có cái dịch vụ này đây, nó có cái chữ được tài trợ này, là cái dịch vụ này nó bỏ tiền ra, nó thuê quảng cáo nha, nó thuê quảng cáo của Facebook nè. Thì mình bấm vô mình thấy là nó dịch vụ nè, mở khóa, thì cái này nó cũng bình thường thôi chứ nó không phải là cái dạng siêu việt gì mới làm được cái vấn đề này đó. Thì mình coi á, thì trong đây là có 1000+ lượt thích gì nè đó. Trong đây cũng có những cái comment trái chiều nè, toàn auto trả lời nè đó. Tất cả mọi cái câu hỏi là nó kêu iBook hết đó. Uy tín không còn gì để chê, cái này là toàn bộ là những cái account này là của nó hết ha. Đó, mình vô những cái account này thì mình thấy là nó không có cái thông tin gì đó, nó chỉ là đăng tầm bậy tầm bạ, ba cái chia sẻ bậy bạ thôi đó. Đó, những gì nè, đó, những cái account mà nó khen về cái dịch vụ này nè đó. Thì mình bị dính chưởng rồi, mình mới vô tìm hiểu kỹ, chứ lúc đầu thì mình cũng coi sơ qua là những cái comment thôi nè, làm rất có tâm, hỗ trợ nhiệt tình, không có gì để chê, này là nó không đó, nó tự nó khen nó thôi chứ không có ai khen nó hết trơn á đó. Những cái account này vô là không có trang cá nhân, không có gì hết á, toàn là ba cái nick ảo để nó chia sẻ bậy bạ thôi, ba cái game đồ tầm bậy tầm bạ đó. Rồi nó tự khen nó nè, làm rất có tâm gì nè, rồi ở dưới nó trả lời nè, cảm ơn đã gì feedback lại gì nè đó. Mấy cái này là toàn là bộ những cái account của nó không. Còn những cái comment á, mà người ta bị lừa như mình thì bảo đảm là nó đã xóa rồi, kể cả những cái icon mà giận dữ hay gì đó nó cũng xóa hết, xóa được hết. Mình vô cái trang cá nhân của nó luôn thì nó dùng cái nick ảo á, nó làm thành 1000+ lượt thích nè, 1,6000 người theo dõi đó. Đây là những cái nick ảo của nó không, chứ mấy cái thằng lừa đảo này ai mà theo dõi làm gì. Đây này, nó để cảnh báo dịch vụ nè, ai lao gió rẻ nè ha. Nó để cảnh báo hiện tại có rất nhiều fanpage giả mạo bên mình nè ha.
nó là cái thằng lừa đảo mà nó để vậy là cho người ta tưởng đâu là nó là uy tín lắm ha. Rồi nó để đây nè. Được rồi anh ơi, cảm ơn anh nhiều ạ. Đừng nữa nè, nó mấy cái này là nó toàn là nó dàn dựng không, nó xong kèo cho anh trai rồi nè. Ok rồi, uy tín quá, lần sau ủng hộ tiếp gì nè. Đó cái trang của nó nè, đây 46 bình luận nè, thích thì trái tim tùm lum nè, toàn là cái băng nó là bình luận nhau không, đẳng cấp luôn anh vậy nè, 28 tuần trước vậy, uy tín nhiệt tình không gì để chê nè, cảm ơn anh mở được rồi nè. Trong đây cũng có người thắc mắc nè, đã có ai mở được chưa nè, nó mấy cái thắc mắc này mới là những cái người là đang muốn tìm hiểu nè ha. Đó, làm được không bạn gì nè, cho mình xin địa chỉ rồi này nọ đó, mở khóa giúp mình đi shop rồi nè. Đó mấy cái này là mới là mấy người thiệt nè, còn mấy cái thằng khen rồi đẳng cấp rồi đó, là toàn là những cái thằng là giả không, nó tự nó làm thôi đó. Thì lúc đầu là mình không có tìm hiểu kỹ rồi mình mới vô mình gửi tin nhắn cho nó em đó, thì mình vô thì nó ra như vậy nè. Thì những cái dịch vụ mà nó thuê quảng cáo thì của Facebook á, thì mình nhắn vô tin nhắn thì nó sẽ ra như vậy đây đó. Mình hỏi có cái iPhone nè, giờ quên mật khẩu mở ra giá nhiêu, cái nó kêu mình gửi cái email đó, thì nó nói là nó nhận làm 500.000. Rồi mình hỏi nó làm cần cách nào, nó kêu giờ chuyển cọc cho nó 200. Đối với những cái dòng iPhone đời cũ mà nó bị cái vấn đề allow này nè, bây giờ nó là mở được, nó mở được hết, thì nếu mà cái allow bấm bậy bạ mà nó khóa luôn rồi á vẫn mở được, còn cái này là chỉ quên mật khẩu thôi chứ chưa có bị khóa. Đó là cái máy này rất là dễ mở, thì mình cũng tính là đơn giản, thì nó nói là để nó tự làm hết, rồi nó kêu mình gửi cho nó là 200.000. Đó thì nó đưa cái số tài khoản nè, số tài khoản là chủ tài khoản Võ Thế Phương nè ha, ngân hàng MB Bank nè, số tài khoản đây luôn nè. Đó rồi thì mình chuyển liền cho nó 200.000, tại vì mình cũng nhận làm đồ trên YouTube thì nhiều người đặt đồ của mình cũng kêu là đưa tiền cọc hết nè. Đó mình đưa tiền cọc mà mình mới làm xong mới gửi đi, thì từ trước giờ là vậy, thành ra đối với dịch vụ người ta kêu mình đưa tiền cọc mình đưa hết à, mình chuyển cho 200. Rồi cái khi mà chuyển tiền xong rồi là khoảng 45 phút sau cái nó đưa cho mình cái hình về đó, cái nó nói là giờ là xong rồi, giờ nó kêu mình chuyển luôn, cái nó kích hoạt cái là ok, mình nghe cái là biết lừa liền. Tại vì cái vấn đề mà cái iPhone này nè, khi đem lại cửa hàng là người ta phải làm người ta thay đổi email, còn không là đóng lại IC là phải có cái máy trong tay. Còn nó làm xong rồi ít ra nó cũng phải đưa cho mình cái mã code hay là cái mã gì khác để mình vô cái phần mềm Bluetooth trong máy tính, mình kết nối với máy tính rồi mình mở mới được. Còn cái này nó nói giờ bạn chuyển nốt bên mình kích hoạt là ok, là nghe biết là tào lao rồi đó. Nè mình mới nói nó nè, giờ mở thành công rồi thì mới chuyển khoản, còn nếu không được thì đưa tiền lại ha. Rồi cái nó kêu nè, bạn chuyển khoản nốt bên mình kích hoạt là máy tự reset lại 2-3 phút là ok. Có lừa mình như lừa nít cả nha. Ở đâu ra mà có vụ mà tự nhiên bên nó kích hoạt cái là cái máy mình là ở đây tự nhiên reset lại. Cái chuyện này là xàm xí đế ha. Đó là nghe là chắc ăn, là mình biết là trải nghiệm của mình là bị lừa rồi, nhưng mà mình cũng thử coi sao thôi, nhưng mà nó cũng không ngoài dự tính. Cái trải nghiệm này mình chia sẻ là anh em nào mà có gặp cái trường hợp mà bị như mình quên mật khẩu iCloud của iPhone thì cứ đem thẳng là cửa hàng nào mà nhận làm thì người ta sẽ có trách nhiệm trực tiếp với mình, chứ còn cái vấn đề mà làm trên mạng này là hầu như là chắc ăn là bị lừa 100%. Đó nó cứ kêu mình chuyển khoản nữa, mà hãy bây giờ mà mình chuyển khoản cho nó nữa hết cái số tiền luôn là có nghĩa là mình sẽ bị lừa nữa, mà chưa chắc đã xong, nếu như mình chuyển khoản thêm cho hết số tiền này rồi cái nó sẽ nói nó bị cái gì đó, giờ nó kích hoạt không được rồi, nó kêu chuyển thêm gì đó,
cái chiêu trò lừa đảo của mấy hàng này là nó y chang vậy hết. Những cái công chuyện làm mà khỏe, nhận làm tại nhà, ngồi không coi phim nghe nhạc mà được tiền rồi nọ, rồi bị lừa, nó lừa riết tới mấy trăm triệu luôn. Cái này là báo chí đăng hoài đó, mình bị 200.000 là mình trải nghiệm xong là xong, dứt điểm liền. Chứ còn ai mà nghe lời nó, chuyển thêm cho nó, càng chuyển vô bao nhiêu là càng mắc bao nhiêu đó. Nó nói bên nó làm xong rồi nè, giờ phải chuyển nốt rồi nó mới kích hoạt được, nhưng mà mình chấm dứt đó. Mình nói thôi ok bạn, tin bạn 200.000 là đủ rồi, cảm ơn ha. Rồi mình có thằng em nó làm bên điện thoại á, là nó sửa điện thoại á, là nay là mười mấy 20 năm rồi đó. Thì mình có cái máy này, nó tóm lại là nó kêu là mình đưa cho nó làm, gửi cho nó làm thì mất công phiền phức nó, thành ra mình mới tính tự xử luôn đó. Thành ra mình mới trải nghiệm mất 200.000 này nè đó. Thì mình mới nhắn tin cho nó nè, cái nội dung của mình chat với cái thằng lừa bên mở khóa này nè đó, mình nói với nó bị lừa 200k, mày làm cái YouTube để chia sẻ cái ngu của mình đó, là bữa nay mình đang làm cái chia sẻ cái ngu của mình nè đó. Nó mới nhắn cho mình là bị một cái tát thật rác nè. Mình nói làm biến cho nên thành, tính làm luôn cho lẹ, ai gặp lừa đảo nè. Nó thuê Facebook chạy quảng cáo luôn, nó nói nè, nay đầy hai lao không có dễ mở, dịch vụ hai lao gì gì đó là đồ điên nè. Là nó nói như vậy là chính xác, tại vì thằng này là nó là chuyên về làm điện thoại cả nha. Cái cửa hàng điện thoại của nó làm nay mười mấy năm rồi đó. Mai mốt mà anh em nào mà có bị cái tình trạng như vậy là phải đem lại cửa hàng, cửa hàng nào nhận thì trực tiếp chịu trách nhiệm đó. Còn cái vấn đề mà làm trên mạng này là toàn là lừa không, mình có trải nghiệm hôm nay đã để chia sẻ cùng với cả nhà ha. Đó thì nó nói để mai mốt có lấy vẻ làm cho. Rồi hôm nay mình chia sẻ mấy phút thì buổi sáng uống trà cũng rảnh rỗi, mình mời cả nhà dùng một ly trà, và ai mà có xem được cái chia sẻ của mình thì mai mốt có gặp cái trường hợp như vậy thì tránh để mất tiền. Rồi mình chia sẻ video tới đây, mình sẽ kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà xem mà thấy có hữu ích thì tặng cho tụi tôi một like để ủng hộ kênh Tự Quy. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau.